Thành thật mà nói, không. Có vẻ như không có bất kỳ cách nào hiệu quả. Người phụ nữ nói với người đàn ông ngồi đối diện với cô ấy. Cô ấy đã điều trị với ông ấy vài tháng nay, nhưng cô ấy không cảm thấy mình có tiến bộ trong bất kỳ vấn đề nào của mình. Người đàn ông lắng nghe và gật đầu khi ông ta ghi một số chú ý vào sấp giấy của mình. Ông ấy có chuyện muốn thảo luận với cô ấy. Cô ấy có thể cảm thấy như mình đã hết lựa chọn, nhưng có một thứ khác mà họ có thể thử. Ông ấy đã có rất nhiều thành công khi sử dụng phương pháp này với các bệnh nhân khác của mình, mặc dù đó là một kỹ thuật mà nhiều người cho là khá kỳ lạ. Người phụ nữ không chắc chắn. Những kỹ thuật kỳ lạ không khiến cô ấy tự tin. Nhưng đến giờ này, cô còn gì để mất chứ? Người đàn ông đứng lên và ra lệnh cho người phụ nữ đi theo ông ta. Ông dẫn cô ra khỏi văn phòng của mình, đến một khu vực điều trị của ông mà cô chưa từng thấy trước đây. Họ dừng lại trước một cánh cửa đóng kín. Trên cửa ra vào là một cửa sổ được che bởi một tấm rèm, và cô nhận thấy rằng có một bộ khóa chắc chắn. Ông ta mở khóa cửa và mời cô vào trong. Cô phát hiện ra rằng đó là một căn phòng nhỏ, rộng chừng 3 mét, với đệm dày trên sàn và tường, bộ đèn trắng ở trên trần nhà. Ông bảo cô ấy đợi ở đó một chút và giúp bản thân thoải mái trước khi thực hiện. Người phụ nữ nhìn quanh căn phòng, tự hỏi không biết cô ấy đã đồng ý với điều gì. Người đàn ông quay trở lại, và bây giờ ông ta đang cầm một thứ gì đó, một chiếc túi may. Ông ấy mở khóa nó ra để lộ một bộ quần áo sẫm màu bên trong. Nhưng khi ông lấy nó ra, cô thấy rằng nó hoàn toàn không phải là quần áo bình thường. Đó là một chiếc áo khoác thẳng. Người phụ nữ sợ hãi, không chắc mình có muốn làm điều này hay không. Ông ấy đã cố gắng hết sức để giúp cô ấy thoải mái. Nếu cô ấy không thoải mái, chắc chắn cô ấy không phải làm bất cứ điều gì cô ấy không muốn. Nhưng ông ấy nhắc lại rằng ông ấy đã có kết quả tuyệt vời khi sử dụng phương pháp này với một số bệnh nhân khác. Đó thực sự là một phương pháp chữa bệnh kỳ diệu. Mà không, chữa bệnh là một từ sai. Ông ấy giải thích rằng điều này sẽ không chữa cho cô ấy theo cách mà cô ấy nghĩ. Điều ông nhận thấy là liệu pháp này có thể giúp giảm nhẹ các triệu chứng trong chốc lát. Một cơ hội để xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có cản trở bởi những vấn đề khiến cô phải tìm kiếm sự giúp đỡ của ông ta. Khi cô ấy cảm nhận được cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có những gánh nặng này, họ có thể tiếp tục điều trị để đưa cô ấy trở lại cảm giác đó thông qua các liệu pháp và kỹ thuật khác. Đây có thể chỉ là bước đột phá mà cô ấy cần để khiến cho việc điều trị hiệu quả. Người phụ nữ vẫn còn hoài nghi, nhưng cô ấy đang tuyệt vọng, muốn tìm bất cứ điều gì có thể giúp cô ấy thoát khỏi những suy nghĩ thường xuyên dằn vặt trong tâm trí, để cô ấy có thể trở lại là con người mà cô ấy muốn trở thành. Sau một lúc suy nghĩ, cô ấy đồng ý áp dụng phương pháp này. Nhà trị liệu yêu cầu người phụ nữ giơ hai tay ra trước mặt và đặt áo khoác thẳng vào người. Bây giờ, cô ấy có thể nhìn thấy và cảm nhận được rằng nó được làm bằng da đen và nó hoàn toàn vừa vặn với cô ấy, gần như là nó được làm ra để dành riêng cho cô ấy. Cô quay lại và ông kéo chặt dây đai trước khi buộc chúng vào vị trí. Người phụ nữ đang đứng trong căn phòng nhỏ bị bó chặt bởi chiếc áo khoác thẳng bằng da màu đen và quay sang người đàn ông và hỏi: "Bây giờ thì sao?" "Bây giờ chúng ta chờ đợi," ông nói với cô trước khi lùi ra khỏi phòng. "Dù vậy..." "Một cảnh báo." "Bây giờ lại có một cảnh báo," cô ấy nói. "Đây là phương pháp một lần. Chị chỉ có thể làm điều này một lần," ông nói với cô ấy trước khi đóng cửa. Cô ấy bối rối. Đây có phải là liệu pháp điều trị? Ông ta đang nhốt cô ấy trong phòng. Chuyện gì đang xảy ra? Đáng ra cô ấy không nên đồng ý với điều này. Tâm trí cô bắt đầu quay cuồng, tràn ngập những suy nghĩ xấu, và chúng thậm chí còn tồi tệ hơn khi đèn đột ngột tắt. Cô ấy bắt đầu hoảng sợ, thở hồng hộc trong bóng tối vì cả sợ hãi và vì bị bó chặt bởi chiếc áo khoác da. Cô ấy nói rằng cô ấy đã thay đổi quyết định. Cô ấy không muốn làm điều này nữa. Không phản hồi, cô ấy nói thật đấy. Cô ấy muốn kết thúc chuyện này ngay bây giờ và rời khỏi phòng. Không có gì, nó thực sự khiến cô ấy cảm thấy tồi tệ hơn. Tất cả những nỗi sợ hãi và lo lắng từ gần như mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cô đều ập đến cùng một lúc. Tâm trí của cô ấy quay cuồng khi cô ấy cảm thấy tất cả các dấu hiệu của một cơn khủng hoảng. Một triệu vấn đề nhỏ xé nát tâm trí của cô, khiến cô căng ra và bất lực để làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó. Nhưng đột nhiên, có một sự thay đổi như một làn gió mát lướt qua mặt cô. Cảm giác vô vọng và tuyệt vọng bắt đầu tan biến. Cảm giác lo lắng của cô ấy như thể tan biến vào bóng tối, để lại cô ấy trong vòng tay an ủi của chiếc áo khoác. Không phải là cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cô ấy chỉ đơn giản là cảm thấy bình thường, bằng lòng với bản thân và hoàn cảnh của cô ấy. Đó là một cảm giác tuyệt vời, và cô ấy đắm chìm trong niềm vui sướng khi không phải chịu cảm giác tồi tệ. Cô ấy không biết mình đã ở trong phòng tối bao lâu để cảm thấy hạnh phúc. Vài phút, có thể vài giờ, nhưng cuối cùng cánh cửa mở ra và đèn bật sáng. Phiên điều trị của cô đã kết thúc. Cô rời văn phòng với một góc nhìn mới về cuộc sống. Cảm giác hài lòng, cô ấy cảm thấy được đổi mới
sẵn sàng giải quyết các vấn đề của mình để có thể cảm nhận lại những gì cô ấy thấy trong chiếc áo khoác, để cô ấy có thể cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, cuộc sống mới của cô ấy hoàn toàn biến mất và cô đang nói chuyện với người đàn ông, cầu xin ông ta cho cô đến và mặc lại chiếc áo khoác. Ông ấy đã cảnh báo cô ấy chỉ được thực hiện một lần duy nhất, tiếp xúc quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Thay vào đó, cô ấy cần tập trung vào các phương pháp điều trị khác. Người phụ nữ chỉ muốn mặc nó một chút thôi, chỉ cần vài phút để cảm thấy như vậy một lần nữa. Ông ấy nói với cô ấy rằng điều đó là không thể. Cô ấy nên vui vì nó đã thành công và giờ thì cần chuyển sang các kỹ thuật mới. Ngoài ra, ông ấy sẽ đi dự một hội nghị và sẽ không trở lại trong một tuần. Họ có thể thảo luận mọi thứ khi ông quay lại. Đêm hôm đó, trời mưa to. Một bóng người mặc áo khoác sẫm màu làm vỡ kính và thò tay để mở khóa. Người phụ nữ vào văn phòng và treo chiếc áo khoác ướt lên phòng. Đèn pin của cô ấy chiếu vào căn phòng điều trị. Không có ai ở đó. Cô đi sâu hơn vào tòa nhà và nhận ra cánh cửa dẫn đến căn phòng. Cô ấy đi ngang qua và thậm chí còn đi xa hơn đến một phòng sau mà cô ấy chưa từng đến trước đây. Trong phòng, dựa vào một bức tường là một cái hòm kim loại. Cô mở nó ra và tìm thấy chiếc túi may tối màu với chiếc áo khoác da bên trong. Chị muốn tôi làm gì cơ? Người thanh niên hỏi. Anh ta chỉ đang giao bánh pizza và sếp của anh ta sẽ tức giận khi biết rằng anh để một khách hàng mời mình vào nhà. Đây là văn phòng của tôi, cô ấy nói với anh ta. Và tôi đang nghiên cứu một kỹ thuật mới cho bệnh nhân của mình. Nhưng tôi cần phải tự mình thử chúng trước. Hợp lý mà, phải không? Chắc vậy, anh ta trả lời. Nhưng đối với kỹ thuật cụ thể này, tôi cần trợ giúp. Tuy nhiên, đó là một bí mật nên tôi không thể nhờ bất kỳ đồng nghiệp nào giúp tôi. Nhưng anh có thể giúp tôi, phải không? Chàng trai trẻ lo lắng, nuốt ly soda cô đưa cho anh ta và gật đầu đồng ý. Cô giải thích rằng tất cả những gì anh ta phải làm là giúp cô thắt chặt áo khoác, đóng cửa, tắt đèn và lắng nghe. Một thời gian ngắn khi cô ấy xong, cô ấy sẽ nhờ anh ta vào trong và cởi nó ra. Vậy thôi, người thanh niên có vẻ vẫn hơi nghi ngờ. Điều gì đã xảy ra với cửa của chị vậy? Anh ta hỏi, nhưng cô phớt lờ câu hỏi của anh và dúi vào anh ta một sấp tiền mặt. Người thanh niên đóng cửa và một lúc sau đèn tắt. Người phụ nữ gần như ngay lập tức có cảm giác cũ mà cô ấy đã cảm thấy trước đó. Tất cả những suy nghĩ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Những suy nghĩ mà cô không bao giờ có thể tắt được bỗng nhiên im bặt. Cô thở phào nhẹ nhõm trong không gian tối tăm, an toàn của mình. Nhưng rồi cô ấy cảm thấy điều gì đó, không phải trong tâm trí cô ấy mà trên khuôn mặt của cô ấy. Một cơn co giật, chỉ là một chút co thắt cơ mặt, nhưng lại là một lần co thắt khác. Có gì đó không ổn. Mặt cô ấy đột nhiên cảm thấy rất căng, giống như nó đang bị kéo căng ra. Đôi mắt cô ấy mở to, miệng cô ấy nhếch lên. Người đàn ông nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ từ bên trong phòng và mở cửa. Nhưng những gì anh ta nhìn thấy khiến anh ta phải hét lên trước khi quay lại và chạy ra khỏi văn phòng trong đường rồng bạo đỏ. Quái gì vậy? Người đàn ông nghĩ khi ông ta nhìn vào cửa sổ vỡ trên cửa văn phòng của mình. Ông ta bước vào và thấy rằng cửa sổ vẫn không khóa và bên trong có kính trên sàn. Ông ta đi vào văn phòng của mình, nhìn xung quanh và không thấy bất cứ điều gì. Nhưng ngay lập tức ông nhận ra, ông ta chạy ra phía sau đến cánh cửa phòng điều trị. Cửa phòng đang đóng và ông nghe thấy điều gì đó. Đó có phải là thở bên trong không? Ông mở cửa phòng và bật đèn lên. Chiếc áo khoác thẳng da màu đen nằm ở giữa sàn, ngoại trừ nó không còn là sàn nữa. Thay vào đó, một lớp da căng được trải dài khắp căn phòng, có thể nhìn thấy những chiếc xương ở bên dưới. Người đàn ông không thể hiểu được những gì ông ta đang nhìn, nhưng sau đó ông ta nhìn thấy nó. Ở góc xa của căn phòng là khuôn mặt căng da của người phụ nữ. Mí mắt cô ấy kéo căng đến mức không thể chớp được. Đôi mắt nhìn ông chằm chằm qua cái miệng đã bị kéo căng. Cô thì thầm, Giúp tôi với. Còn gì tàn nhẫn hơn một vật thể có thể khiến bạn điều trị vấn đề sức khỏe tâm thần của bạn, nhưng lại có một số tác dụng phụ tàn khốc nhất có thể tưởng tượng không? Theo ý kiến của tiến sĩ này thì không. Và dị thường của ngày hôm nay là một đối tượng như vậy, được chỉ định ký hiệu SCP-482. Nó có lẽ được biết đến nhiều hơn với cái tên áo khoác gây đột biến tinh thần. SCP-482 là một chiếc áo khoác bằng da màu đen có hình dáng và cấu tạo khá giống với một phiên bản sản xuất hàng loạt. Mặc dù, như bạn sẽ thấy, nó là duy nhất. Mặc dù áo có kích thước tương đương với các phiên bản cỡ trung bình khác, bằng cách nào đó, nó có thể vừa vặn với hầu hết người mặc. Một thẻ bên trong có dòng chữ sản xuất tại Xiaoyan, chỉ xếp bằng tay. Không dùng AstraZeneca bằng chữ M, mặc dù cả thành phố và AstraZeneca dường như không tồn tại trong bất kỳ hồ sơ nào mà tổ chức SCP có thể xác định được. Không có dấu hiệu bị cũ trên SCP-482, nhưng có một số vết cắt trên dây đai và thử nghiệm cho thấy nó có thể bị hư hại thêm.
mặc dù các thử nghiệm bổ sung nào về mức độ nó có thể bị hư hỏng đã bị đình chỉ do thiếu các bản sao. Các hiệu ứng bất thường thực sự của SCP-482 xảy ra khi mặc áo khoác và hai hiệu ứng chính xảy ra nối tiếp nhau, được gọi là điểm thời gian alpha và điểm thời gian beta. Điểm thời gian alpha được dùng để chỉ định giai đoạn đầu của đối tượng mặc SCP-482 và nó có thể kéo dài trong một khoảng thời gian khác nhau. Mặc dù thời gian mặc thường xuyên nhất là từ 1 đến 6 giờ, trong giai đoạn này, đối tượng sẽ báo cáo rằng họ cảm thấy tinh thần tốt hơn và bất kỳ phiền não tiêu cực nào mà họ phải chịu sẽ dường như biến mất hoàn toàn. Ngoài ra, bất kỳ loại thuốc nào mà họ đang dùng sẽ bị mất tác dụng hoàn toàn, dẫn đến việc họ có kết quả trong các bài kiểm tra tâm lý tiêu chuẩn của tổ chức phù hợp với một cá nhân ổn định về mặt tinh thần. Tác động của điểm thời gian alpha chỉ là tạm thời, và một khi đối tượng bị tách khỏi SCP-482, bất kỳ tình trạng tâm lý nào mà họ đang có thể quay trở lại, mặc dù chúng sẽ biến mất một lần nữa nếu chiếc áo khoác thẳng được mặc lại. Tuy nhiên, thời gian mà một đối tượng trải qua các tác động của điểm thời gian alpha sẽ tích lũy, và nếu mặc đủ thời gian, cuối cùng họ sẽ luôn đạt đến giai đoạn thứ 2 của SCP-482. Điểm thời gian beta đề cập đến khoảng thời gian tiếp theo nếu một đối tượng vẫn đang mặc SCP-482. Sau khi điểm thời gian alpha hết hiệu lực, trong giai đoạn này, những thay đổi đối với đối tượng sẽ không còn là tinh thần nữa. Thay vào đó, họ sẽ bắt đầu chịu các tác động về thể chất. Bản chất chính xác của những đối tượng thay đổi về thể chất sẽ khác nhau, mặc dù chúng dường như có liên quan theo một cách nào đó đến vấn đề sức khỏe tâm thần của chính đối tượng, với mức độ thay đổi dường như cũng liên quan đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề của họ. Thông qua thử nghiệm SCP-482 bởi các nhà nghiên cứu của tổ chức trên viên cấp D, một số hiệu ứng bất thường của áo khoác đã được ghi lại và chúng được ghi lại trong một tệp được chỉ định là nhật ký thí nghiệm SCP-482. Trong thử nghiệm đầu tiên, một nhân viên D được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt được đặt vào bên trong chiếc áo khoác da. Anh ta ngay lập tức báo cáo rằng anh ta cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ và anh ta được quan sát chỉ đơn giản là ngồi và nhìn ngắm chằm chằm vào bức tường với vẻ mặt trống rỗng trong 2 giờ 49 phút, khoảng thời gian mà sau này được xác định là điểm thời gian alpha của anh ta. Điểm thời gian beta bắt đầu sau 1 phút vào lúc 2 giờ 50 phút khi cơ thể của đối tượng bắt đầu co cứng và anh ta cho biết rằng anh ta đang rất đau đớn. Nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể của đối tượng bắt đầu tăng về khối lượng và kích thước, bao gồm cả đầu khi mắt bắt đầu lồi ra. Anh ta kêu lên trong đau đớn, trong khi cố gắng giao tiếp bằng mắt với các nhà nghiên cứu đang quan sát qua cửa sổ kính trong 34 phút cho đến khi lệnh xử lý được đưa ra. Kiểm tra cơ thể của đối tượng sau đó cho thấy khối lượng cơ thể của anh ta đã tăng khoảng 180% do xương và cơ phát triển nhanh chóng. Không rõ quá trình vật lý nào đã gây ra điều này, mặc dù các xét nghiệm di truyền cho thấy DNA của anh ta có các sợi telomere ngắn bất thường. Những người quan sát cũng báo cáo rằng họ đã trải qua một cảm giác không tự nhiên, khiến họ không thể di chuyển theo cách bình thường trong khi đối tượng giao tiếp bằng mắt họ. Đối với bài kiểm tra thứ hai, một nhân viên cấp D khác, mặc dù đã được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, đã được mặc áo khoác. Trong điểm thời gian alpha của mình, anh ta đã báo cáo một sự yên tĩnh trong đầu, không có giọng nói quái gở nào cản trở suy nghĩ của anh ta. Anh ta vẫn vui vẻ sau 2 giờ và được cởi bộ đồ. Sau đó anh ta đi yêu cầu được mặc lại SCP-482 và đã được cho phép. Tuy nhiên, sau 1 giờ 30 phút nữa, điểm thời gian beta bắt đầu. Những khối phồng xuất hiện trên cổ và vai của anh ta và sau 4 phút, anh ta bắt đầu la hét yêu cầu ai đó đừng nói nữa và ra khỏi đầu của anh ta. Nhiều chỗ phồng hơn xuất hiện trên cơ thể của anh ta và thiết bị ghi âm trong phòng thu được những âm thanh bí ẩn mà phân tích cho thấy có tới 7 giọng nói riêng biệt nói bằng một ngôn ngữ không xác định. Lệnh xử lý được ban hành sau 25 phút sau đó và khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy mỗi chỗ phình thực sự chứa một cái miệng và cơ quan tạo ra tiếng nói đã được hình thành hoàn chỉnh. Các nhà nghiên cứu quan sát cũng báo cáo rằng trong quá trình thử nghiệm, họ đã nhìn thấy thứ có thể chuyển động trong tầm nhìn của họ. Xem lại đoạn phim sau đó cho thấy có những bóng đen nhỏ xuất hiện và biến mất trong phòng trong suốt quá trình thử nghiệm. Tiếp theo là một nữ nhân viên cấp D đã được chuẩn đoán mắc chứng hyperphagia. Đây là một chứng rối loạn có thể gây ra sự thèm ăn cực độ và có thể làm mất khả năng thỏa mãn cơn đói của một người. Khi được đưa vào SCP-482, cô ấy nhận xét rằng lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy no. Cô ấy cảm thấy như vậy trong 1 giờ 58 phút, sau đó cô bắt đầu cảm thấy đau bụng. Cô chuyển sang tư thế bào thai khi cơn đau tăng lên và các chi của cô ấy bắt đầu rút vào trong cơ thể kèm theo những tiếng nổ lớn và có lẽ xương bắt đầu nứt và gãy. Trời ơi, nó đang ăn thịt tôi, trời ơi, đau quá. Cô ấy kêu lên và lệnh xử lý ngay lập tức được ban hành. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cơ thể của người phụ nữ bằng cách nào đó đã hình thành một hệ thống tiêu hóa thứ hai, bắt đầu tiêu thụ khối lượng cơ thể của chính cô ấy, và nếu không được xử lý, nó cuối cùng sẽ tiêu hóa toàn bộ.
Sau thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu quan sát rằng họ không thể thỏa mãn cơn đói của mình bằng lượng thức ăn bình thường, và một số người trong số họ thực sự phải bị nhân viên an ninh kiềm chế trong nhà ăn. May mắn thay, cảm giác này dường như biến mất sau vài ngày. Trong bài kiểm tra cuối cùng, một nhân viên cấp D mắc chứng pyromania đã được mặc SCP-482. Mặc dù chứng rối loạn kiểm soát khiến anh ta đốt lửa bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng giờ đây anh ta bỏ qua tất cả các vật liệu dễ cháy được các nhà nghiên cứu cung cấp. Tuy nhiên, sau 1 giờ 33 phút, các nhiệt kế trong phòng thử nghiệm ghi nhận nhiệt độ tăng đột ngột. Tiếp theo là một vụ nổ mạnh, nhân viên cấp D tự phát nổ, phòng thử nghiệm bị phá hủy hoàn toàn và hành lang A13 gần đó bị thiệt hại nghiêm trọng. Tất cả các nhà nghiên cứu quan sát cũng qua đời trong vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, SCP-482 vẫn sống sót. Đáng ngạc nhiên, thi thể của nhân viên cấp D cũng có thể được tìm lại, và mặc dù việc khám nghiệm tử thi gặp nhiều khó khăn do sức nóng mà nó vẫn tỏa ra, một khám phá đã được phát hiện. Bên trong cơ thể, một cơ quan mới đã được tìm thấy. Một cơ quan dường như được duy trì một số loại phản ứng liên tục tạo ra nhiệt cũng như sóng từ trường mạnh, và cơ quan này đã được lưu trữ để nghiên cứu trong tương lai. SCP-483 hiện đã được giữ trong tủ khóa theo một địa điểm an toàn, với quyền truy cập bị hạn chế với nhân viên cấp 2 trở lên. Thời gian tối đa cho phép thử nghiệm là 1 giờ sau khi các đột biến xuất hiện, và bất kỳ đối tượng thử nghiệm nào đã đến điểm thời gian beta sẽ bị xử lý. Sau khi xử lý, SCP-482 phải được lấy ra khỏi cơ thể của họ trước khi khám nghiệm tử thi. Chiếc áo khoác sau đó phải được làm sạch bằng nhiệt và loại bỏ tất cả các dấu vết sinh học của đối tượng trước khi được sử dụng để thử nghiệm lại. Tôi cá là bạn đang nghĩ SCP này khá dễ quản lý. Chắc đây là một dị thường an toàn. Và thông thường thì tôi sẽ không đồng ý với bạn, nhưng có lẽ bạn đã nhận thấy điều gì đó kỳ lạ trong nhật ký thử nghiệm. Bạn có chú ý đến các báo cáo từ các nhà nghiên cứu quan sát rằng họ cũng đang bắt đầu trải qua một số tác động bất thường, dù chỉ xem SCP-482 tác động lên một đối tượng. Có vẻ như chiếc áo khoác này bằng cách nào đó đang chiếu những căn bệnh về tâm lý đối tượng trải qua lên những người quan sát nó. Có vẻ như SCP-482 có thể có nhiều bí mật hơn chúng ta nghĩ ban đầu. Và bí ẩn này càng trở nên sâu sắc hơn khi đọc các quá trình quản thúc trong hồ sơ của dị thường này, và nhận ra rằng người giám sát nghiên cứu SCP-482 không ai khác chính là một huyền thoại của tổ chức SCP, tiến sĩ Bright. Có phải thử nghiệm trên SCP-482 không thực sự diễn ra với nhân viên cấp D, mà là với các nhà nghiên cứu của tổ chức SCP? Một thí nghiệm phức tạp được thiết kế để khám phá mức ảnh hưởng của các tác động dị thường của nó. Khi nói đến dị thường thuộc lớp Euclid này, chỉ có tiến sĩ Bright mới biết chắc chắn. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Những bức ảnh hiện trường kỳ lạ SCP-767, một vật thể có vẻ vô tri vô giác nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký với bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào, khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.